Mỗi dịp tháng năm về, cả dân tộc Việt Nam lại càng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn. Trong tình cảm yêu thương đối với đồng bào cả nước, Bác luôn luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với đồng bào và chiến sĩ miền Nam, những người đi trước về sau luôn kiên cường trong gian khổ, đấu tranh xứng đáng với danh hiệu Thành Đồng Tổ Quốc. Trong một lần đón đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc, Bác đặt bàn tay lên ngực trái và cảm động nói: "Bác chẳng có gì tặng lại cả, chỉ có cái này. Miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi." Đáp lại tình cảm yêu thương của Bác, trong trái tim đồng bào miền Nam cũng luôn dành những tình cảm yêu quý nhất, kính trọng nhất với người. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, nguyên ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, là người con miền Nam may mắn được 4 lần gặp Bác Hồ. Đến bây giờ, bà vẫn không thể quên được ánh mắt hiền từ, sự quan tâm mà Bác Hồ đã dành cho những người con từ miền Nam ruột thịt ra Hà Nội thăm Bác. Bác con tụi này vợ cũng khóc, mắt chảy. Bác hỏi các chiến sĩ như thế nào, đoàn thanh niên làm sao, thiếu nhi có khỏe không? Rồi bác hỏi thăm đồng bào người miền Nam ở Sài Gòn sống sao, có cực khổ lắm không? Tôi nói bà con ở Sài Gòn kêu đó là lính của Hồ, cho nên họ thương lắm. Gánh mấy má gánh cơm ra, giờ trưa đem cơm ra cho đồng đội ăn. Có người bị thương tại cứ bà gia đình đưa vào gia vô nhà để chăm sóc thương, bên đưa bác sĩ tới chăm sóc thương cho bộ đội cụ Hồ. Bác vui lắm. Từng công tác tại Ban miền Nam Trung ương Đảng, làm công tác đối ngoại cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, giáo sư tiến sĩ nhà văn Trình Quang Phú được tiếp xúc với nhiều cán bộ miền Nam, chứng kiến những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa Bác Hồ với các đại biểu miền Nam. Cho nên sau khi Bác mất, ông đã bắt đầu viết sách về người với mong muốn cung cấp thông tin cho những người con miền Nam yêu thương. Nhưng tiếc là chưa một lần được đón Bác vào thăm. Đến nay, giáo sư Trình Quang Phú đã có 5 tác phẩm viết về Bác Hồ. Từng việc lớn tới việc nhỏ, Bác luôn luôn nghĩ tới miền Nam, không bao giờ quên chuyện đó. Và tôi cũng thấy rằng những người con miền Nam mà về mà được gặp Bác, các anh hùng, dũng sĩ, đến các cái đại diện cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam gặp Bác, thì luôn luôn biểu hiện cái tình cảm rất sâu đậm và coi cái tình Bác làm cái sức mạnh để mình có thể xông lên để mà chiến thắng kẻ thù trong những năm tháng đó. Ai yêu miền Nam như tâm lòng của Bác. Bến cảng Nhà Rồng, nơi ghi đậm dấu ấn khi Bác Hồ ra đi tìm được cứu nước. Địa chỉ đỏ gắn liền với con đường giải phóng dân tộc mà Bác đã tìm ra luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của mỗi người. Và những ngày tháng năm này, những người con miền Nam cùng với đồng bào cả nước lại trở về đây với tất cả sự trân trọng, kính yêu dành cho Bác. Những dịp sinh nhật Bác Hồ thì khách tham quan thường đến rất là đông, và chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng một tư thế, đó là thay mặt Bác để tiếp khách, tiếp những người dân đến tham quan bảo tàng. Thì với cái sự nhiệt huyết của mình cũng như là một cái niềm tự hào, thì là chúng tôi tận tâm hết mình để giới thiệu đến khách tham quan về tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam, là về cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác, một cái cuộc trường chinh rất là vĩ đại. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Những người con miền Nam luôn dành trọn vẹn tình cảm yêu thương với vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc. Tình cảm sâu nặng ấy sẽ mãi là nguồn sáng dẫn đường để quân dân miền Nam vượt qua nhiều khó khăn, cùng với quân dân cả nước thực hiện khát vọng thống nhất non sông, xây dựng đất nước theo đúng tâm nguyện của người.